Sáng ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin với báo chí về việc tổ chức chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 và ngày 30 tháng 7, với số khán giả dự kiến lên tới 67.000 người. Theo đó, chương trình lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Hà Nội vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không có việc dừng hay hủy như nhiều tin đồn đoán trước đó lan truyền trên mạng xã hội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội, Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa. Cũng theo thông tin của Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội cung cấp, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 tháng 7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30 tháng 7 với khoảng 31.000 khán giả. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch.